Kết thúc một trận đấu anh cảm thấy sao anh? Trận này cũng dễ nha em. Dễ ăn 8-0 luôn ha. Ai đòi cho em phỏng vấn cái kết thúc một trận đấu anh cảm thấy sao anh? Quá bình thường. Quá bình thường hả? Con anh. Từ này em không ghi trái nào vậy anh Kiệt? À? Sao trận này em có ghi trái nào không? Kết thúc một trận đấu anh cảm thấy sao anh? Hôm nay chân trái tôi đau quá sút nổi anh em ơi. Đó là những thằng bốc phét nha anh em. Tôi nói uống nước khá là thanh mát luôn nha. Thân anh như con cá nè. Anh tướng chạy về em rồi sao lạ? Anh quay banh nha anh em. Sao anh có đam mê gì về quay banh mà anh quay hoài vậy anh? Anh có thể cho em. Chứ giờ hỏi 100 người chỉ có 5 người quay được thôi. Thôi anh em thi cái xin được anh em. Thì sau một trận đấu rồi coi em có cảm nhận gì về quý một ngón không em? Quá đẳng cấp. Quá đẳng cấp hả? Trận đấu tiếp theo là trận đấu của anh đó anh Bấm. Thì theo anh cảm nhận là trận đấu sau thì anh có chụp được không? Trận này ha. Được chứ. I like you for lũ xịn baby. Được. Đâu để em coi coi thử cái bụng này đỏ được cái bóng không? Mấy này ốm rồi đúng không? Không, cái bụng này khá là bự á. Bự nha anh em. Có một thanh niên chăm chỉ quay banh nha anh em. Không hiểu sao mà quay hoài được á. Thấy không? Nó đam mê trong máu rồi. Bên ban tổ chức xin hứa sẽ giải quyết công tâm và dựa theo các điều lệ để giải quyết. Xin cảm ơn mọi người. Đội bóng quý hoàng nón chúng ta lên để đọc tuyên thệ. Tôi xin hứa chơi công tâm hết mình. Xin hứa. Thì hôm nay thì tôi không có bình luận cho anh em nghe nữa nha anh em ơi, tại vì ông bình luận viên anh em, ông bình luận lớn quá trời, tôi chèn cái tiếng vô nó sùm trời đất cho anh em, có gì anh em không cảm với tôi nha. Thì hôm nay thì tôi có ra phần 3 anh em đó, thì anh em giống như là cùng chờ đón và biết giống như là ban tổ chức giống như là cho tôi về như thế nào nha anh em đó. Thì bây giờ thì chuẩn bị trận đấu thôi anh em ơi. Sẽ là rất khó khăn và đánh trò. Trần Quý qua đường truyền hơi non của Trần Quý. Đúng rồi, còn nữa đâu rồi. Rất hay đây Trần Quý. Trần Quý sẽ là một chân trái rất khéo léo và một lực sút là rất căng của Trần Quý. Minh Khánh tiếp tục là Minh Khánh. Hay rồi. Và sự cố gắng. Có tốc độ rất tốt. Một đường chuyền rất hay đội của Thành Lý, phải nói là rất nguy hiểm, bình thường là nguy hiểm mà nó chạy
tốc rồi kỹ này và sự khéo léo. Quát ơi! Đó là một tình huống chắc là cho Duyên Nhân. Ở phía bên ngoài thì các cầu thủ của đội bóng Quý Hùng FC họ cũng đang có những cầu thủ rất chắc lợn. Đây là cơ hội giao lưu. Vẫn chưa hả? Đóng được đóng luôn. Cầu thủ rất hay. Vẫn vẫn thuộc tài cho họ đi quá. Chắc ngay bơ lăng. Dứt điểm. Cơ hội bơ lăng Trần Quý. Ấn Độ không có cô cầu thủ số 7 thì là quay ăn cái gì. Anh Quý. Tỷ số đã được mở qua Khánh Nhi. Quá đẹp mắt của pha bóng, quá đẹp mắt mà được các cầu thủ cùng phía đội bóng bóng tạo ra. Các này Nhật Tăng. Người cá chậm của Nhật Tăng. Hít tên. Thì đền đội bóng nhìn khá cao so với khung thành của Thanh Huy. Xin chào Châu Bắc Đạt. Xin chào Phạm Kim Đình. Lóc lên Tăng ơi. 4 chiến thắng này là Tân Thành và Gia Kiệt. Tân Thành. Trời ơi. Đến đường chuyện là khá mạnh của Tân Thành. Tân Thành lóc này Tân Thành. Một tự lượng gắt gần và đánh Tân Thành. Lóc này Tân Thành. Tân Thành. Giết tim bàn thắng thứ hai dành đến cho các cầu thủ của đội Quý Hùng Bóng FC. Vừa rồi là cuộc đấu tranh một cuộc hai rất hợp lý của Tăng Bò và người có điểm chạm cuối cùng đó chính là Gia Kiệt. Gia Kiệt tới 11. Mà nhìn khán giả nè. Oh, what the hell? Điều rằng họ sẽ tạo nên bất ngờ hay không? Cô Trần Quý. Gia Huy. Tất điểm như thế này là không có gì phải gọi đối với đồng hành. Cô Hồ Ngọc Ánh Trời. Quân Thọ. Quý Tân. Đường truyền rất hay Gia Huy, chân trái Gia Huy. Tỷ số được nâng lên là 3-0 dành đến cho đội bóng Quý Hùng Bóng FC. Cuộc này là 7-0. Phải nói khả năng làm bóng của Quý Tân là một tuyệt vời. Đường truyền đội bóng Quý Hùng Bóng FC. Đây là Gia Huy. Trần Quý. Vừa rồi là kỷ niệm của Hữu Thành. Rất hay Gia Huy. Và xử lý và giúp được cơ hội phản công Gia Huy. Quý Thành. Phía bên trong là Đô Lan cùng với Trần Quý. Quý Thành. Cơ hội Đô Lan. Là
lại tiếp tục là ra vài người hết trống với Trần Quý. Rất hay vô lăng Trần Quý. Và đã tới hồi bản thứ tư và đã cho Trần Quý một bóng trù. Lấy bóng rất hay của Lan, cơ hội phản công Quý Thanh, Bơ Lan đường trả về khá nhà của Bơ Lan. Xin chào tất cả các bạn, chúng ta trở lại với rất hay. Và chắc chắn sẽ là bàn thắng dành đến cho Minh Chiết, một pha bóng rất ngon ăn dành đến cho Minh Chiết. Anh phía là bạn muốn làm gì? Bắt làm được không? Diễn ra tại Đồng Tháp. Rồi cũng chiến binh rất tuyệt quá. Cả đá phạt góc dành đến cho cao thủ phía bạn muốn làm gì? Rất hay. Và đó là bàn thắng nhớ ngắn của số anh đã bị cung ngắn số gần 1 năm. Chúng cũng đã có cho mình một chiến thắng với tỷ số là 5-0. Một nghìn người đón quán xanh. Sẽ là một cái kết đường dành đến cho thị trận quốc cánh. Các biệt đã làm 2 bàn. Thì cô vừa nhắc tới lúc này đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số dành đến cho Tông Cờ phản công. Đội Thanh Huy, Thanh Huy, Thanh Huy. Những đêm đưa bóng đi khá cao xuống với vùng gần của Thanh Huy. Tiếp tục của Thanh Huy. Bóng bắn con. Chưa phải là đang bắn con đến cho đội bóng. Thanh Huy, cơ hội rất tốt. Vừa rồi là một cơ hội rất tốt. Chúng ta cần lại để bóng đưa bóng đi lên trời. Đội tình huống căng ngang cũng là khá hợp lý của Tâm Bò. Chưa phải là cú dứt điểm từ xa chính xác của cầu thủ của phía đội bóng Nguyễn Hoàng Sĩ. Bắt bóng khá nguy hiểm. Đây là Gia Kiệt. Bóng vẫn còn Gia Kiệt. Cầu thủ ngoài Gia Kiệt đã bị bắt bay. Bóng vẫn thuộc về chân của Minh Nhân. Rất hay Thanh Huy. Chưa phải là một bàn đánh cho Thanh Huy. Rất hay cơ hội dành đến cho Thanh Huy. Thanh Huy lại là một tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Thanh Huy. Tình huống không có lỗi. Cơ hội phản công Trần Quý. Bơ Lan. Và bàn phạt quá đẹp của cầu thủ bên phía đội bóng Quý một ngày FC. Tỷ số hiện đang là 6-1. Và trận đấu của mình cũng đã kết thúc. Và lúc này chúng ta đã thôi kết thúc trận đấu giữa đội bóng Quý một ngày FC và đội bóng Quang Cánh Gì. Ơi Bơ Lan à, Phan hâm mộ kìa. Thì trận đấu này Bơ Lan cảm thấy sao Bơ Lan? Tôi thấy trận đấu này Bơ Lan ghi bàn đâu mà hả? Ghi bàn đâu mà quay cái gì? Không có ghi bàn. Thôi làm tốt rồi bạn ơi. Ủa ai đồ đang làm gì á đồ? Hả? Ai đồ đang làm gì á? Ký cho mấy bé Quỳnh nhỏ nè. Hôm nay ai đồ tỏ sáng quá anh em ơi. Thôi anh em ơi, đang này đó, chừng đào đó ngồi. Rồi cảm ơn anh nha.
đây là những quay mà có ngày đưa đưa lên có nè. Hôm nay có nhận xét gì về trận đấu không? Hôm nay đã tỏa sáng hết cỏ chưa? Chưa tỏa sáng hết cỏ hả? Anh cho em lời nhận xét về trận đấu của ngày hôm nay đi. Dễ mày, nhưng mà tao không ghi bàn. Sao không ghi bàn vậy? Tại tao đá dở. Đá dở hả? Hay là hôm nay mặc áo số 7? Đang mặc áo số 7 nữa quên. Tù quá anh em ơi. Má mặc áo số 7 nên đá không vô bạn ơi. Đúng rồi, Cristiano Ronaldo không độ được rồi anh em ơi. Anh 7 không độ được rồi. Chết liền phải bò. Cái gì? Kêu sếp dắt tao đi ăn phở bò. Sao mà đòi hỏi nhiều dữ vậy? Sáng nay ăn bánh mì khô không hả? Ăn bánh mì khô thì mới đá chứ. Tao ăn phở bò hay bò né mấy triệu. Bò cô ba đi. Bò cô ba. Hôm nay anh Bẩm nó làm cố gắng hết sức rồi đúng không Bẩm? Hay là chưa hết sức? Hết sức rồi đó. Hết sức rồi hả? Có trái kia anh cố lắm mà anh vớt không được. Ok ok. Biết anh nào không?